Dạ con xin chào bà, cô bác, anh chị và các em. Hôm nay mọi người có khỏe không? Thì hôm nay con chia sẻ đề tài này rất rất là quan trọng. Nên quan trọng là nếu mà các bạn có hồ cá thì các bạn nên suy nghĩ đề tài này, tại nó rất là quan trọng. Nhất là thời điểm bây giờ nó cúp điện rất là nhiều, trời nóng ai cũng dùng hết, thì CD nó cách cúp điện. Thì mình mới vừa bị có problem. Nếu mà mình không có generator hay là gọi cái đồ mà chạc điện đó, cung cấp điện cho các bạn, thì mình sẽ tốn 40-50 ngàn, chuyện là bình thường. Tại vì ở đây mình cá mình chứa rất là nhiều, nhiều lắm, mấy ngàn con luôn. Mà nếu mà cúp điện khoảng chừng 5-10 phút thì không sao, mà cúp 1 tiếng đồng hồ, 2 tiếng đồng hồ là kiểu như 40-50 ngàn dục ra thùng rác là chuyện bình thường. Thì hôm nay mình lý do mình không có tốn tiền là mình nhờ cái máy phát điện, hay gọi là generator. Thì ở đây mình mua cái này cũng là 1 năm rồi. Hiệu này của mình là Honda EU2200i. Đó, thì hôm nay mình sẽ chia sẻ với các bạn, mình chiếu gần gần cho các bạn coi nha. Cái này rất là quan trọng. Thì các bạn nghe thấy con O'Neill, Newsom nói 2030 là mọi người không được dùng xăng, dùng điện. Nội mà bây giờ mình vừa dùng điện, dùng xăng mà còn nhà phát điện mà không cung cấp nổi, mà lúc đó làm gì có điện mà dùng. Các bạn nghĩ như thế nào? Đó, hơn là mình bữa nay là mình nhờ cái phát điện như thế này. Đó, cái phát điện này nó mới giúp được biết bao nhiêu cá của mình. Đó, nếu mà không có máy phát điện này chắc là kiểu như là mình tốn 40-50 ngàn là chuyện bình thường ha. Đó, thì hôm nay là con sẽ chia sẻ với mấy bác cách đổ dầu như thế nào, đổ xăng vô như thế nào nha. Thì đây con chiếu gần gần, ok. Rồi mấy bác đợi con chút xíu ha, là con sẽ chia sẻ. Video này nó hơi dài chút xíu vậy, tại vì con muốn chia sẻ với mấy bác. Thứ nhất là mấy bác cần một cái quặng. Cái quặng này, hai cái quặng. Một cái quặng này cho dầu, một cái quặng này cho xăng nha. Xăng thì ở đây con dùng xăng 91, xăng thường của mình đổ xăng đó, 91. Đó, thường thường nó có 87, 89, 91 thì con mua sẵn cái bình này nha. Và đồng thời mình phải cần cái dầu này, dầu như thế này nha. Cái máy này là lúc mà các bạn mua là nó không có bán chung, các bạn phải mua riêng. Thì con dùng là 10W30 nha, mình phải dùng cái dầu nha. Muốn cái máy này nó work là mình phải cần xăng nha, xăng đổ xăng của mình đó. Nó có 87, 89, 91 thì con dùng xăng 91, nó sẽ good hơn. Các bạn có thể dùng 97, 87, 89 cũng được, nhưng mà mình dùng 91. Và đồng thời mình phải cần cái dầu này nha. Cái dầu này chia sẻ cho mấy bác, cái dầu này, cái hiệu này nó sẽ tốt cho máy. Đó, con để lâu lâu chút xíu ha. Đó, cái dầu như thế này thì các bạn có thể mua online được. Cái dầu này nè, dùng máy là phải cần xăng và dầu nha. Đó, ok. Thì các bạn đã xăng, cái này có xăng và có dầu ha. Các bạn phải cần hai cái quặng. Thì ở trong đây nó recommend các bạn, dầu các bạn cũng không phải muốn đổ ra bao nhiêu là đổ nha. Thường thường á, là 1 ao á, là bằng 30 ml. Ở đây nó nói đổ là không quá 14 ao thì là 14 ao là khoảng chừng 420 ml. Thì thường thường ở đây mình đổ khoảng chừng 13 ao thôi. 13 ao là khoảng chừng 390 ml nha các bạn. Người ta nói là đừng có đổ quá 14 ao nha. 14 ao nghĩa là 420 ml. Thì 1 ao là bằng 30 ml. Đó, thì mình phải đo nha, phải cần cái đo, mình đo vô đây. Đó, mình phải đổ dầu vô đây. Thì mình lấy cái này. Các bạn thấy ở trong đây không? Mình đổ khoảng chừng 390 ml thôi. Mình lấy dầu này nè, dầu này. Mình mua dầu này nha. Mình đổ khoảng chừng 390 ml vô đây nha. Đó, thường thường người ta nói là 14 ml thôi, nhưng mà mình make sure mình đổ khoảng chừng 390 ml. Đó, mình đổ dầu vô đây ha. Rồi cách đổ dầu này như thế nào thì bên đây mình sẽ chia sẻ. Đó, thì là cái máy này, các bạn thấy cái máy này không? Đó, cái máy này
Thì các bạn hồi nãy mình chia sẻ là các bạn là phải cần cái đồng tiền như thế này để mở này ra nha, để mở dầu. Mở dầu thì các bạn mở cái này ra ở đây, hay là dùng cái tu vít được, nhưng mà các bạn dùng cái đồng tiền 25 cent đó, các bạn mở nó sẽ dễ hơn nha, tại cái nó bự đó. Ok rồi, thì các bạn thấy trong đây đúng không, trong đây thì nó để sẽ oil, là chữ oil là oil, thì các bạn sẽ mở cái này ra, các bạn sẽ mở cái này ra đúng không, và đồng thời các bạn sẽ lấy cái quặng để vô đây và mình đổ cái dầu. Các bạn nhớ không, hồi nãy mình nói thường thường người ta nói 14 ao nhưng mà mình đổ là 13 ao, thì 13 ao là khoảng chừng 390 ml nhá. Thì mình sẽ đổ cái quặng vào đây, mình đổ dầu vô đây, đổ dầu vô đây nha các bạn, tại đây mình đã đổ dầu rồi nên mình không có thể đổ nào được nha các bạn. Mình đã dầu vô đây, đổ khoảng chừng ở đây mình đổ 13 ml thôi, người ta nói 14 ml là maximum nhưng mà mình phòng hờ mình bỏ 13 ml, 13 ml là bằng 13 ao đó, 13 ao, sorry, 13 ao là khoảng chừng 390 ml. Thì mình đổ vô đây nha, đổ vô đây, sau đó là các bạn sẽ đóng cái nắp dầu lại thiệt là chặt nha. Xong cái dầu đóng thiệt là chặt rồi các bạn dặn lại đó, dặn lại ha, đó, để đây phải dặn lại nha. Nhớ là cái dầu là phải đổ xong là phải giặt chặn lại cho kỹ nha. Ok rồi, bắt đầu mình dặn con ốc đây, mình chia sẻ từ từ để cho mấy cái bác lớn tuổi lúc mà mình chưa bị cúp điện đó các bạn, mình nói ô mấy cái này mua chi cho tốn tiền nha. Thiệt sự là cái này mình mua hồi lâu là 400 mấy lần, nhưng mà mình chỉ bỏ bên hông thôi, mình không có đụng tới, mà không ngờ hôm nay nó cúp điện. Nếu mà mình không có cái này thì 40-50 ngàn đồng là chuyện bình thường, dục thùng rác, tại không có cúp điện 5-10 phút không sao, chừng nửa tiếng 15-20 phút hay một tiếng đồng hồ không có là kiểu như là cá chết hết các bạn. Ok rồi, sau khi mình dặn chặt đúng không, chặt xong rồi thì cái dầu các bạn đã đổ dầu xong rồi, bắt đầu tới đổ xăng. Đổ xăng đúng không, đổ xăng là cái nắp xăng ở chỗ này, các bạn thấy trên đây cái nắp xăng không, ở đây có nó có đề cái nút ốp, nút on, ốp on. Thì trước khi các bạn đổ thì các bạn phải make sure là cái nút chỗ này nè, cái nút chỗ như thế này nè, phải để chữ ốp đúng không. Sau đó là các bạn sẽ mở cái nắp ra đó, mở cái nắp này ra nè. Ok, mở cái nắp này ra là các bạn sẽ lấy thêm một cái quặng nữa, các bạn đổ đây và các bạn đổ dầu vô đây. Dầu ở đây là mình đổ dầu 91 nha, 91 thì mình dầu ở trong đó nó là đổ xăng đó, cái này đổ xăng chứ không phải dầu, đổ xăng, sorry, đổ xăng. Xăng thì ở ngoài đó nó có 87, 89, 91 thì mình lựa 91 mình đổ vô ha. Thì các bạn lưu ý ở chỗ này, trong đây nó nói á, là các bạn trong đây có cái nắp đỏ đỏ này, có cái line đỏ đỏ, thì các bạn không thể nào đổ quá cái mức line đó nha. Thì các bạn phải đổ dưới cái mức line đó màu đỏ ở trong đây. Nếu các bạn nhìn ở trong đây nè, nó sẽ có cái line màu đỏ. Các bạn đợi mình chút xíu, mình sẽ quay gần gần lại để cho mấy bác coi. Rồi, đây mình chiếu gần cho các bác, mấy bác thấy không? Sau khi mình bỏ vô là mấy bác thấy ở đây có cái line màu đỏ nè. Không biết mấy bác thấy không? Đó, ở trong đây có cái line, nó cái line màu đỏ. Thì đổ đừng có quá line màu đỏ nha. Đó, sau khi line màu đỏ thì mình sẽ đắm cái nắp này lại. Nhớ là lúc mà đóng cái nắp lại á là phải, nó phải kêu một cái rắc nha, là phải cho nó mới chặt nha. Đó, đó, các bạn nghe thấy không? Đó, rắc là cứng rồi đúng không? Đó. Thì cái máy nó như thế này, mình sẽ chiếu xung quanh cho các bạn coi. Đây là cái hiệu của cái máy. Chút xíu là các bạn sẽ gắn dây điện ở vô đó nha. Ok. Ở bên đây là cái đầu giật dây. Đây, giật dây. Thì các bạn thấy ở chỗ đó không? Nó có để nút ốp, nút on. Lúc mà các bạn đổ xăng vô thì phải cái nút đó là phải để ốp nha, không được on. Cái này là giật dây nè. Đó, chút xíu mình sẽ kéo cái này ra, mình giật cái dây đây nha. Đó, mình sẽ chiếu xung quanh để cho các bạn coi. Đây, cái đó là cái ao lịch. Các bạn thấy ở chỗ đây nó đề có on, ốp nè. Đó, chút xíu mình sẽ gắn cái e vô đó, cái đèn vô đó. Đó, chút xíu mình sẽ đề máy xe. Đây là xung quanh của cái máy nè. Đó, đây là xung quanh của cái máy. Đó, như thế này. Thì cái này hình lên mình mua là 400 mấy đó. Nếu mà các bạn sẽ hỏi ô 400 mấy mắc quá vậy. Nhưng mà lúc mà mình bị cúp điện đó các bạn, thì các bạn sẽ bị qua tá quả.
không biết làm cái gì á. Hồi nãy mình cũng sợ lắm, biết bao nhiêu tâm huyết của mình bỏ vô đây, nếu mà cá mà chết là mấy chục ngàn là chuyện bình thường. Bây giờ mình, nếu mà các bạn nuôi cá thì các bạn nên phải có cái này phòng hờ nha các bạn. Rồi trước tiên mà mình là cho cái máy này nó sẽ chạy điện thì các bạn nhớ cái sợi dây điện này, hồi lâu mình chia sẻ các bạn cái UV light nó bị hư đúng không, cái power supply hư, mình cắt cái power supply mình giục mình giữ cái dây điện này. Thì hôm nay mình sẽ chia sẻ, tiện đây chia sẻ với các video cho các bạn cái dây này để làm gì, mình không có giục, mình sẽ sử dụng cái khác. Thì các bạn vô Home Depot á, các bạn mua cái connection như thế này đó, như thế này nha, đó, dây điện như thế này, thì các bạn sẽ dùng câu đèn đó, nó câu như thế này ha. Ở đây nó có dây màu đen, dây màu trắng, thì các bạn thấy cái dây này không, dây xanh là dây ground, mình không cần dây ground đó, mình chỉ cần màu trắng thì vô màu trắng, màu đen vô màu đen ha. Đây sẵn đây mình tiện mình chia sẻ luôn, chia sẻ cho các bạn luôn ha. Đó đó, thì mình sẽ dán băng keo lại, dán băng keo thật là kỹ nha các bạn. Ở bên Mỹ này mọi thứ là phải cho nó an toàn đó, tại các bạn nhớ hồi lâu mình cắt cái power supply không, giục cái dây điện chia uổng vậy, dây điện đó mấy chục feet mà đúng không. Đồng ý là mình ở bên Mỹ chứ cái gì mà mình dùng được thì mình sẽ dùng lại các bạn, đừng phí của trời nha. Đó, dây điện đó hồi lâu nhớ các bạn nhớ không, power supply mình cắt ra mình bỏ đó. Đó, thì dây trắng vô dây trắng nha. Mình phải dán cái thép này là cho điện ha. Đó. Dán một bên, ok, rồi dây đen vô dây đen. Đó. Dây đen vô dây đen. Dễ lắm các bạn. Ở Mỹ này nó bán đồ dùng mà, nếu mà mình biết sửa, biết làm thì mọi thứ là ở trong Home Depot hay là mấy cái chỗ điện đó. Nó mình mua cái này là ở Home Depot mua cái này khoảng chừng 2 đồng mấy 3 đồng thôi các bạn. Đó. Cái dây này là gần 20 feet lận. Đó, bỏ chỉ uổng đúng không? Mình dùng lại. Đó thì các bạn làm quấn cái này cho nó kỹ ha. Còn dây xanh, màu xanh này là dây crown thì mình không có cần dùng, mình chỉ quấn lại thôi. Nhưng mà phải quấn cho nó kỹ, cho nó an toàn nha các bạn. Đó. Cái gì ở bên Mỹ cái gì nó cũng phải an toàn, làm việc là phải an toàn. Đó. Dẫn thêm một vòng nữa nè. Ok. Rồi. Đây các bạn thấy không? Ở đây mình có sẵn cái bóng đèn ha. Đây. Bóng đèn thì các bạn chỉ cần gắn vô thôi. Đó. Rồi các bạn sướng không? Đó, đâu cần phải đi mua ổ uổng chi cho tốn tiền. Các bạn chỉ cần một cái bóng đèn, mua cái này có 2 đồng mấy, các bạn được cái đèn. Ok. Để bây giờ mình chia sẻ cái cách mà turn on cái máy nha. Bắt đầu mời mấy bác cùng với mình ha. Thì mình mới lần đầu, đây là cái này ha, đây là phía đầu, bên này phía hông. Thì trước tiên mà các bạn mà muốn mở cái máy này thì các bạn thấy ở trên đây nó có chữ on không, cho cái nắp xăng đó, chữ on, thì các bạn sẽ dặn cái nắp này nè, có thể ở đây nè, chỉnh qua đây chỗ này nè, on, ok, dặn chữ on ngay chỗ này. Rồi ok. Rồi các bạn thấy nhớ là ngoài sau chỗ engine này không, nó đề nè, ở đây up on, hồi nãy mình có chia sẻ đó, thì các bạn chịu khó switch lên on, đó, switch cái này, cái nút quay ngược lại on ha, là mở lên đó. Rồi, và đồng thời các bạn thấy cái chốt chỗ này không, đây, thì lúc mà các bạn đề máy giống như nhiều người cắt cỏ thì các bạn đã biết rồi á, nếu mà cái này chưa nóng thì để switch qua đây, mở lên đây, thì lúc mà mình kéo thì nó sẽ nhanh nóng hơn. Đó, mình sẽ kéo các bạn. Lúc mà các bạn nên lưu ý kéo cái này ra, nhưng lúc mà bỏ lại thì để nhẹ nhẹ thôi. Người ta recommend là đừng kéo ra mạnh, nhưng mà lúc mà bỏ phải bỏ từ từ nha các bạn. Đó. Ok, bắt đầu mình kéo nha. Cái nút này, chỗ này có cái đầu kéo nè. Các bạn giật ra. Đó. Thấy không? Đó. Khóa ra mày để chưa chốt. Đó. Nó on rồi đúng không các bạn? Nè, on rồi. Bắt đầu mình quay lại bình thường. Đó. Thấy không? Đó, on cái này để cho cái máy nó nóng chút xíu các bạn là bình thường ha. Ok. Đó, đây nè, thấy không? Nó rồ máy lên đó cho cái máy nó nóng. Các bạn lưu ý là cái này không được để ở trong nhà. Nếu ở trong nhà mấy cái hơi này các bạn hít vô là các bạn sẽ bị chết. Và đồng thời người ta recommend là nếu mình á, mình bỏ khoảng chừng 10 feet đi xa cái nhà.
nhớ là không những cái xăng hay là cái gì là đừng để xăng, nó sẽ cháy nha các bạn. Cái này là nên để ở ngoài, tại vì mình để ở trong mấy cái hơi xăng đó, mình hít vô một thời gian lúc mà mình ngủ mình sẽ chết. Nhớ là cái này là để phải ở ngoài đó, để ở ngoài không được để trong. Bây giờ sau khi cái máy nó chạy đúng không đó, mình sẽ để từ từ cái máy nó vẫn work đúng không đó, mình sẽ thên lại đó. Ok, thên lại mình sẽ chiếu gần gần cho các bạn coi, không biết các bạn thấy rõ không. Ok, các bạn thấy rõ ha. Đó, thì đầu ở đây chỗ này, đây chỗ này thì các bạn thấy có cái ổ điện không? Ở đây nó nói là AC out 120V hay là 15A nha. Cái máy này mình sẽ dùng rồi, nhưng mà mình sẽ chia sẻ hồi nãy các bạn nhớ không, cái đèn mình mới vừa làm xong không? Cái này là cái dây low power supply của Uvila dục bỏ uổng, mình lấy lại mình xài. Cái này mình mua có 2 đồng bạc thôi các bạn, 2-3 đồng gì thôi, cộng thuế 3 đồng. Cái đèn này thì có tùy theo các bạn dùng. Giờ mình sẽ thử nha, mình sẽ gắn điện vô nha, coi nó work không ha. Ok, đây các bạn thấy không, nó work nha. Đó, đó thấy chưa, nó work không? Các bạn bỏ chi dây điện, chi vô uổng vậy. Đó, đèn nó work nè, thấy không? Đó, cái này các bạn mua có 2 đồng. Bây giờ mình mở ra, người ta khuyên các bạn trước khi các bạn muốn tắt cái máy này thì các bạn phải mở hết dây điện ra trước khi các bạn tắt nha, nhớ không? Đây nè, trước khi muốn tắt cái máy này là phải nhớ rút hết dây điện ra. Trước khi tắt mình phải rút dây điện ra. Đó, rút hết dây điện ra mình mới tắt. Tắt là như thế nào? Mình thên cái máy này lại. Ở đây các bạn thấy ở đây không? Cái engine nó đề chữ on, chữ off. Hồi nãy mình đổi lên chữ on thì giờ mình sẽ chuyển lên chữ off. Off. Đó, nó off là các bạn thấy không? Ngay chỗ này nó off nè. Đó, off là tắt. Đó. Nhưng mà các bạn đừng có quên nè, nãy các bạn nhớ trên cái nắp xăng không? Các bạn đã chỉnh lại on thì bây giờ các bạn sẽ chỉnh lại off. Nha, nếu mà không off thì cái xăng nó sẽ bay mùi nha. Nhớ là nắp xăng phải dán cho nó kỹ. Ok. Đó. Thì mới lần đầu á, đáng lẽ là mình không có chia sẻ cái này. Tại thường thường á, những cái gì quan trọng á thì mình muốn chia sẻ. Nhưng mà mình nghĩ lúc trước mình cũng vậy đó, mình mua cái này cho có thôi à. Tại mình nghĩ không bao giờ mà cúp điện á, nhất là thời bây giờ. Thời bây giờ trời nóng một, ở đây mình ở Sacramento mà nó nóng gần cứ gần 10 ngày liên tục. Mà các bạn nghĩ 10 ngày 100 mấy độ, 178 độ, 10 độ mà các bạn chịu nổi không? Thì ai cũng dùng hết, ai cũng dùng điện á, thì nó sẽ CD nó sẽ tắt nhiều khi 1 tiếng, 2 tiếng. Mà các bạn nghĩ không? Nhất là cá trong nhà mình, chỗ mình bán là mấy ngàn con cá lận, nhiều lắm. Mình không nói nhiều, nhưng mà nhiều lắm, mấy ngàn con cá trở lên. Nếu mà các bạn nghĩ coi, chỉ cần tắt điện khoảng nửa tiếng đồng hồ là cá nó chết hết. Mà chết hết là 40-50 ngàn là chuyện là bình thường. Thì bây giờ mình khuyên với các bạn, các bạn có nhiều người nói ô tại sao tôi phải bỏ 300 đồng bạc mua cái máy này để làm gì? Nếu mà các bạn không có cá mà what happened nữa đi, nó tắt công ty điện nó tắt 5-10 phút không sao, mà bây giờ nó tắt 8 tiếng, 9 tiếng, rồi tủ lạnh các bạn như thế nào? Các bạn nhiều khi các bạn mua đồ ăn sang, tôm hùm đồ, thịt bò, bít steak đồ tùm lum tùm la mà nó tắt như vậy. Nếu mà cái các bạn không có điện thì bao nhiêu đồ cái đó ngày mai mở ra nó thui rùm thui quắc hết, thì các bạn tốn bao nhiêu tiền? Vài trăm đồng bạc ngày, vài ngàn đồng bạc, mà các bạn chỉ cần bỏ cái máy này mấy trăm đồng bạc. Mình bỏ trước ra nhưng mà mình sẽ lấy lại. Thì thường thường ông cha ta có một câu, mình bỏ ra mình không cần lấy lại, nhưng mà tự nhiên mình giúp người này thì người khác sẽ giúp mình lại. Even người khác không giúp lại thì trời sẽ giúp mình thôi. Bởi vậy người nói là người tốt không bao giờ mà bị thiệt thòi hết á, đúng không các bạn? Thì hôm nay mình thiệt tự là chia sẻ, nhất là mấy bạn có cá khôi nên mua một cái này để phòng hờ. Tại mình hôm nay mình sống hôm nay không biết ngày mai như thế nào. Thì các bạn nhớ không, Newsom mới nói planning là khoảng chừng 2035 đó là tất cả xe xăng là không được chạy nữa, chỉ chạy xe điện. Mà các bạn thấy không, nội mà vừa xăng vừa điện mà công ty điện không thể nào mà cung cấp nội, mà nói chi mà lúc đó ai cũng chạy xe điện hết. Mà xe điện các bạn biết, xe điện là chạy chỉ là một chạy trong local thôi, giống như mình chạy từ đây với lót chạc biết bao nhiêu
bao nhiêu lần để chạy từ đây với lót, tệ nhất là cũng 1 tới 2 lần đúng không? Mà chạc đâu phải là chạc 5-10 phút, chạc nửa tiếng hay 1 tiếng, 2 tiếng. Mà biết bao nhiêu người chạc thì làm sao có máy đủ được. Thì mình chia sẻ các bạn là nên mua cái này để ở nhà. Thì hôm nay là con xin dừng đề tài này đây. Con ăn nói chưa có chọi trôi chảy cho lắm, nhiều khi mất lòng mọi người. Nếu có điều gì sơ sót xin mọi người rộng lượng tha thứ bỏ qua cho. Ngàn lời cảm tạ. Nếu ai chưa có thời gian nhấn chữ đăng ký hay còn gọi là subscribe đó, nhấn trẻ sẽ nhấn màu đỏ, chụp subscribe màu đỏ chuyển sang màu đen, đồng nghĩa là các bạn đã ủng hộ mình rồi. Xin cảm ơn. Tạm biệt và hẹn gặp lại các video kế tiếp. Thank you everybody support. Bye bye. Thank you.